Nếu các bạn quan tâm về một cái công cụ AI nơi mà tập hợp nhiều cái tính năng hay ho lại với nhau, từ text to image này, text to video, image to video, hay là gia tăng cái thời lượng video AI của các bạn, hay là làm tăng chất lượng video của các bạn, hay là video to video, thì đây sẽ là một cái công cụ mà các bạn cần phải biết nha các bạn. Và nếu các bạn là một người quan tâm đến những cái trend AI về những cái video nhảy nhót, hay là những cái trend video AI ôm nhau, hay là những cái video AI biến hình, thì đây cũng sẽ là một cái công cụ AI mà các bạn cần phải biết. Và nếu các bạn quan tâm đến một cái công cụ AI nơi mà các bạn có thể khoe những cái sản phẩm AI của các bạn, khoe những cái video của các bạn, thì đây sẽ là một cái công cụ AI mà các bạn không nên bỏ qua. Và đặc biệt là cái công cụ này nó hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Và đúng rồi, đây chính là Hyper AI. Ok, thì trước đó mình đã từng chia sẻ về cái công cụ Hyper AI này một lần rồi nha. Thì cách đây rất là lâu, là khoảng 6-7 tháng gì đó các bạn. Trước đó thì mọi thứ nó còn đang rất là sơ khai. Tuy nhiên thì các bạn biết đấy, AI nó thay đổi từng ngày một nha các bạn. Mình làm về chủ đề về AI thì mình hiểu rõ, rất hiểu rõ về cái vấn đề này. Mà làm video không kịp ha. Thì cái lần video này thì nó đã ra rất là nhiều những cái tác rất là hay ho. Thì mình quyết định làm lại một cái video nói về tổng quan của cái con này nha. Và video này mình sẽ không đi sâu vào những cái tính năng chi tiết của cái công cụ AI Hyper này, bởi vì cách sử dụng nó rất là đơn giản ha. Những bạn nào mà hay xem những cái video trên cái kênh YouTube của mình á, thì các bạn sẽ thấy là sử dụng những cái công cụ này nó không hề khó các bạn. Các bạn chỉ cần một chút kiến thức về cách viết prompt, và các bạn chỉ cần chuẩn bị hình ảnh là mình thấy gần như là các bạn đã xong rồi đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ không liên thuyên nữa. Rồi, trước khi bắt đầu thì nhìn cho những bạn nào lần đầu tiên xem đến cái kênh YouTube Phan Nông Giang của mình, thì đây là một cái kênh YouTube mình chia sẻ rất là nhiều những cái thứ rất là hay ho về AI nha các bạn. Mình làm rất là nhiều ở đây. Và nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình một lượt like nha. Và đừng quên là hãy bấm đăng ký và bật chuông thông báo tất cả ở đây, để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới, bạn sẽ không bỏ lỡ nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái công cụ Hyper AI này nha các bạn. Thì cái đường link để các bạn có thể truy cập, đăng ký và cũng như là sử dụng cái công cụ này hoàn toàn miễn phí, thì mình sẽ để cái đường link này ở dưới phần mô tả của cái video, để các bạn có thể dễ dàng truy cập và đăng ký nha. Sau khi mà bạn truy cập vào cái đường link bên dưới thì nó sẽ ra một cái trang như thế này. Thì các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ là try for free ở đây, và các bạn chỉ cần một cái Gmail là các bạn có thể đăng ký cái công cụ này hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn. Rồi, sau khi đăng ký thành công thì các bạn sẽ thấy nó có một trang như thế này. Đấy, rất là tuyệt vời. Và các bạn sẽ thấy ngay trước mắt của các bạn là những cái tính năng là chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều ha. Text to image này, từ tạo hình ảnh này, tạo video bằng văn bản này, tạo video bằng hình ảnh này. Ở đây, gia tăng cái thời lượng video và tăng chất lượng video, và video to video, rất là hay. Đây, và những cái trend thì nó sẽ dưới đây nha các bạn. Các bạn có thể lăn xuống ở đây các bạn thấy nha. Đây là những cái sản phẩm mà những người trước họ đã làm. Và nó cũng có một tính năng rất là hay nữa, đó chính là những cái background nền, những cái video. Các bạn chỉ cần đưa lên những cái sản phẩm của các bạn thì cái công cụ này nó sẽ tạo cho các bạn những cái video về sản phẩm rất là tuyệt vời luôn nha các bạn. Như lần đoạn đầu mình có nói, mình sẽ không đi chi tiết về cái công cụ này quá nhiều nha. Mình sẽ làm demo cho các bạn một vài cái tính năng mà mình thấy nó cũng khá là nổi bật ở trên cái công cụ này thôi nha. Rồi, mục đích là làm cho video này nó không quá dài. Rồi, thì cái về tạo hình ảnh mình sẽ không nói nè. Text to video cũng mình cũng không nói nữa ha. Mình làm quá nhiều cái video về những cái con AI về text to video rồi, image to video rồi ha. Đó, nó có một cái hay ở đây là nó sẽ có cái bản rất là mới, đó chính là Hyper 2.0 nha các bạn, vừa mới ra mắt thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái tính năng là image to video này nha các bạn. Rồi, các bạn có nhớ những cái trend kiểu như thế này không các bạn? Vâng, những cái trend đó hiện tại vẫn đang rất là hot luôn nha các bạn. Các bạn cứ lướt những cái video mà liên quan đến AI là chắc kiểu gì là cũng gần như là sẽ gặp những cái video trend như thế này ha. Rất là hot. Thì để tạo được những cái video như vậy thì mình sẽ sử dụng cái tính năng là Image to Video của cái công cụ Hyper này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái Image to Video này. Thì ở đây mình thấy Hyper nó có một cái điểm khác biệt là nó có cả là First Frame, Middle Frame và Last Frame nha các bạn. Với những cái công cụ ở ngoài kia thì họ chỉ có là hai cái frame thôi, ví dụ như là Luma AI hay là Runway. Đấy, thì với cái Hyper này hiện tại là nó 3 frame và mình rất là thích cái phần này của Hyper nha các bạn. Và sử dụng cũng miễn phí luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cho các bạn cách để các bạn có thể làm cái video trend như hồi nãy nha. Nói chung cách làm cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần một cái hình ban đầu như thế này, và các bạn chỉ cần một cái hình cuối là như thế này ha. Nói chung là cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Đấy, còn nếu các bạn muốn làm cái điểm giữa nữa thì bạn tạo thêm một cái hình ở điểm giữa nữa nha. Thì ở đây mình chỉ cần hình đầu và hình cuối thôi là được. Ok, bây giờ mình sẽ tải cái hình đầu tiên lên nha. Rồi mình sẽ tải cái hình này lên. Rồi, bây giờ để mà các bạn sử dụng được cái tính năng mà nhiều frame á thì các bạn cần phải bật cái tính năng này lên nha các bạn. Còn nếu các bạn không bật thì các bạn chỉ cần gõ một cái mô tả thì cái video này, cái hình ảnh này nó sẽ chuyển động thành một cái video nha. Còn mình muốn sử dụng cái làm theo cái kiểu là nhiều frame thì các bạn bật cái tính năng này lên. Đấy, wow, rất là tuyệt vời, mình rất là yêu cái tính năng này luôn nha các bạn.
Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái last frame này. Rồi các bạn tải lên cái hình last frame mà các bạn thích nha. Ví dụ ở đây mình thấy cái last frame này được đi. Rồi tiếp theo là các bạn hãy nhập một cái mẫu prompt rất là đơn giản như thế này. Ở đây là một con gấu và một con gà hợp nhất lại với nhau. Một cái câu rất là đơn giản như vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là các bạn hãy bấm tạo ở đây và nó hoàn toàn miễn phí nha các bạn. A few moments later. Ok, và đây là cái kết quả. Vào, các bạn thấy sao các bạn? Nhìn cũng rất là mượt mà đúng không? Nếu các bạn thấy cái bản này nó chưa thích thì các bạn hoàn toàn có thể bấm generate lại nha. Bởi vì nó hoàn toàn miễn phí các bạn. Và bây giờ các bạn chỉ cần thêm nhạc vào thì cái video của bạn nó sẽ trở nên rất là ok ha. Rồi, nếu các bạn muốn làm cái đoạn cuối của cái video này nó trở nên ngầu hơn, cái con gà này nó gầm gừ hay là nó đang làm cái gì đó, thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển cái hình cuối của cái video này thành một cái video khác nha các bạn. Có nghĩa là các bạn sẽ đưa cái hình cuối này lên những cái công cụ như là Clean AI, Hello AI hay là rất là nhiều những cái công cụ tạo video khác. Và tất nhiên là các bạn cũng có thể sử dụng cái Hyper AI này làm luôn cũng được luôn nha các bạn. Và từ đó cái video của các bạn nó sẽ trở nên ngầu hơn, sinh động hơn nha các bạn. Thì lúc đó trên cái kênh YouTube Phan Nông Sang của mình cũng đã từng làm một cái video hướng dẫn các bạn làm bất kỳ một cái trend nào. Đây, các bạn có thể xem lại cái video này ở trên cái kênh YouTube Phan Nông Sang của mình nha. Đây là một cái video mà khi mà bạn xem cái video này thì các bạn có thể bắt chước bất kỳ một cái trend nào ở Gonggi luôn nha các bạn. Rất là đơn giản luôn. Rồi tiếp theo là tới cái phần là tăng cái thời lượng của cái video của bạn ha. Ví dụ như bạn có một cái video 3 giây, 5 giây chẳng hạn thì bạn muốn tăng lên là 5 giây, 6 giây, 7 giây, 8 giây gì đó thì cái tính năng này là một cái nơi dành cho các bạn nha. Rồi, hoặc là tăng cái chất lượng của cái video hay là video to video. Tuy nhiên thì mình thấy cái tính năng video to video này hiện tại cái Hyper này nó làm chưa được ok nha các bạn. Nói chung là mình đánh giá chưa cao cái tính năng video to video này. Hiện tại mình chỉ thấy là Runway làm ok cái tính năng là video to video thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tới những cái tính năng rất là hay của cái công cụ Hyper này nha các bạn. Nói chung là nó cái tính năng này là một trong những cái khiến cho cái con Hyper này nó khác biệt đó các bạn. Rồi các bạn xem dưới những cái phần này, các bạn sẽ thấy là có hot này, meme này, dance này, portray style, product. Các product là cái mình đánh giá rất là cao của cái công cụ này nha. Thì đây là cái nơi mà cho các bạn đu trend rất là hay. Ok, bây giờ các bạn ví dụ như là cái trend hot như thế này, dance như thế này thì các bạn sẽ thấy có những cái hình nhảy như thế này. Rồi mình sẽ cho các bạn xem demo nha. Rồi ở đây mình sẽ tắt âm thanh ha. Rồi thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có những cái mẫu sẵn cho các bạn, những cái mẫu dance và những cái mẫu nhảy sẵn như thế này. Việc của các bạn chỉ cần tải lên một cái hình ảnh thì cái công cụ này nó sẽ làm cho cái sản phẩm của bạn nó nhảy nhót ha. Nó giống như là cái công cụ Visual AI này trước đó mà cũng đã từng chia sẻ nha. Thì các bạn có thể xem lại cái video này để các bạn có thể xem thêm những cái AI nó đa dạng hơn cho các bạn nha. Rồi quay trở lại với cái này thì việc của các bạn chỉ rất là đơn giản, chỉ cần tải lên một cái hình ảnh. Rồi các bạn chỉ cần bấm vào nha. Ví dụ bạn thích không thích cái này chẳng hạn thì bạn cứ bấm change thì nó sẽ tạo ra nó sẽ cho các bạn xem rất là nhiều những cái template, những cái mẫu khác nha. Đấy, rất tuyệt vời. Ví dụ mình thấy cái này nó đẹp đi và mình thấy cái bài này hay chẳng hạn và muốn nhảy cái bài này thì các bạn chỉ cần bấm vào. Rồi ở đây các bạn chỉ cần bấm vào cái phần là use this template ở đây nhé. Rồi tiếp theo là các bạn chỉ cần tải cái hình của bạn lên ha. Rồi sau khi bạn đã tải cái hình ảnh của bạn lên thì các bạn chỉ cần bấm create đây. Rồi ok, trong khi đợi cái video của mình nó được tạo ra, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái đoạn hồi nãy nhé. Là các bạn bấm vào cái phần là explore ở đây. Rồi thì đó là cái phần dance nha các bạn. Đó, phần dance như thế này. Nếu các bạn muốn lặp theo ở những cái thành phần khác thì các bạn có thể bấm vào ở đây. Ví dụ ở đây là các bạn quan tâm đến meme đúng không, mình sẽ bấm vào đây thì nó sẽ có những cái meme ở đây. Ở đây nó sẽ face swap này đấy, rồi hoặc là những cái meme về thay người bằng một chú mèo như thế này đấy, hoặc là hai người ôm nhau. Đây là một cái trend rất là hot mà mình đã từng chia sẻ vài video ở trên cái kênh YouTube Phan Nông Sang của mình rồi ha. Bạn có thể thử với cái công cụ này. Hay là một cái trend cũng rất là hay nữa là các bạn có thể làm cho hai người hôn nhau luôn cũng được luôn nha các bạn. Wow, các bạn chỉ cần một hình của một người đàn ông và một hình của người phụ nữ, tùy các bạn ha. Các bạn cũng làm tương tự là các bạn chỉ cần bấm vào cái hình đó và các bạn bấm vào cái use this template. Nếu các bạn không có ý tưởng thì các bạn cứ bấm vào cái chữ idea ở đây thì nó sẽ tạo ra một vài cái ý tưởng cho các bạn nha. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái hình của mình. Rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy là có một cái hình một cô gái rất là xinh đẹp ở đây, chắc là các bạn biết là ai rồi ha. Và cái hình của mình ha, thì mình sẽ tải cái hình cô gái này lên trước và sau đó mình sẽ tải cái hình của mình lên ở đây. Ok, mình sẽ bấm là create đây. Rồi trong khi mà mình đợi những cái sản phẩm của mình, những cái video của mình nó được hình thành thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm khác ở đây nha. Đó, rất là nhiều bạn có thể lên tham khảo thêm ở đây. Rồi ở đây mình thấy một cái tính năng rất là hay nữa, mình nghĩ là mình khá là yêu thích, nói chung là mình rất yêu thích cái tính năng này của cái công cụ Hyper AI này. Đó chính là cái phần là sản phẩm này nha các bạn, rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ tìm một cái mẫu template mà các bạn thích nha. Bạn bấm trend ở đây hoặc là các bạn cứ lăn lên đây và các bạn bấm vào cái phần là product ở đây. Đó là đây là một cái nơi chuyên về sản phẩm cho các bạn ha. Đấy thì các bạn có thể làm về những cái sản phẩm về thức ăn đấy, thật sự rất là tuyệt luôn nha các bạn. Nó đã có những cái template, những cái mẫu sẵn rồi, các bạn chỉ cần đưa cái sản phẩm của bạn lên thôi. Rồi giả sử mình thấy cái này nó cũng đẹp đẹp đi, bây giờ mình sẽ bấm vào cái này ha. Các bạn chỉ cần bấm vào cái phần là unit template đây và tải cái hình ảnh của bạn lên và tạo thôi ha. Rất là đơn giản và mình thấy cái sản phẩm rất là tuyệt nha các bạn. Các bạn có thể xem thêm những cái video chi tiết ở đây.
dù mình bấm vào cái hình video này cũng khá là ok đó các bạn. Hay là một cái sản phẩm về đồ ăn như thế này thì mình thấy cũng rất là ok nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái phần tiếp theo, đó chính là cái phần spotlight. Thì như cái đoạn đầu video mình có nói thì đây là một cái nơi để các bạn có thể khoe cái sản phẩm của các bạn nha. Đấy, thì các bạn chỉ cần đăng những cái sản phẩm của các bạn lên đây, các bạn có thể đăng caption thì người ta cũng có thể like, tìm cũng như là chia sẻ cái sản phẩm của các bạn nha. Và đặc biệt là các bạn có thể nói chung là gắn những cái mạng xã hội của các bạn vào, ví dụ như thế này. Đấy, các bạn có thể gắn những cái kênh YouTube của các bạn, tên Twitter của bạn, ít đó các bạn, hay là Facebook hay là Instagram của các bạn lên những cái sản phẩm này, rất là ok đó. Thì mình thấy đây là một cái nơi giống như là một cái sân chơi cho mọi người, mình thấy cũng ok nha các bạn. Ok, và đây là cái kết quả của hai cái video hồi nãy mình tạo nha. Thì các bạn sẽ thấy là nó nhìn sơ thì nó chưa thật sự giống cái mặt của mình ha. Tuy nhiên thì mình thấy nó cũng đâu đó là khoảng 70% thôi các bạn ha. Thì nếu các bạn thấy cái video này nó chưa đúng ý của các bạn thì các bạn hoàn toàn có thể tạo lại nha. Ok, vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn một cái công cụ AI mà bạn đánh giá cũng khá là cao nha các bạn. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy cho mình một lượt like, và đừng quên lại bấm đăng ký và bật chuông thông báo tất cả ở đây để khi mình ra bất kỳ một cái video nào mới thì bạn sẽ không bỏ lỡ nữa nha. Ok, cảm ơn các bạn.